Vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ phối hợp công ty cổ phần Him Lam tổ chức lễ động thổ xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bộ tại xã Tân Phước Tây. Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, về phía tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Bộ, sinh năm 1929, mất năm 1968, người con ưu tú của quê hương Tân Trụ, tham gia cách mạng năm 1949 với nhiều cương vị khác nhau. Tấm gương sáng ngời của đồng chí mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân Long An, trong đó có huyện Tân Trụ. Nhằm tri ân ghi nhớ công lao của đồng chí đối với quê hương, ngày 31 tháng 8 năm 2022, trường trung học cơ sở Tân Phước Tây được đổi tên thành trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bộ. Từ sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, công ty cổ phần Him Lam đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bộ theo hình thức chìa khóa trao tay, kinh phí khoảng 35 tỷ đồng, góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tại lễ động thổ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương sự đồng hành của nhà tài trợ ngoài hoạt động kinh doanh đã có đóng góp tích cực cho công tác đầu tư giáo dục trên quê hương Long An. Một cái trường này sẽ đóng góp cho cái quá trình phát triển theo chiều sâu trong cái tương lai gần thôi, chứ không thể tương lai xa. Cho nên tôi đánh giá rất là cao cái ý nghĩa của Him Lam, hy vọng từ mấy trường này mang tên đồng chí Nguyễn Văn Bộ, một đồng chí liệt sĩ, đồng chí đã hy sinh rồi, thì chắc chắn nó sẽ thấm đượm vào đầu óc, trí tuệ, tim óc của số học sinh có mặt ở đây. Chắc chắn trong số học trò ở đây, nó sẽ trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý, những chuyên gia, những chuyên môn trong tương lai. Dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho bà Lê Thị Đời, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, như sự tri ân đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng. Từ ý tưởng của Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón, ngày 14 tháng 3 2024, Quỹ khuyến học Nguyễn Văn Bộ được thành lập. Tại buổi lễ, Quỹ khuyến học tiếp nhận tượng trưng kinh phí đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, khen thưởng học sinh sinh viên đạt thành tích cao, góp phần đào tạo nhân lực phục vụ quê hương. Các đồng chí lãnh đạo cũng trao tặng 40 suất học bổng cho học sinh các trường trên địa bàn xã Tân Phước Tây. Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank trao tượng trưng kinh phí 800 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương tại địa phương. Bên cạnh sự tri ân sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ đã quan tâm đầu tư cho công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Lãnh đạo huyện Tân Trụ đề nghị các ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai công trình trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bộ, đảm bảo chất lượng, hiện đại và thân thiện môi trường, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra để đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025.